Hello anh em, xin chào anh em. Thì hôm nay mình đang đứng ở chuỗi cửa hàng điện thoại di động Savonet. Hôm nay mình sẽ đi lấy cái iPhone 14 Pro Max màu tím của mình. Rồi, mời anh em vào trong với mình để cùng nhận iPhone nha. Rồi, ban đầu thì xin chào các em. Đây, bán hàng đây. Rồi, mình sẽ được mời tới làm việc với một em nhân viên rất là dễ thương. Em ấy đưa cho mình một cái thông tin cá nhân mình đã đặt hàng. Thì mình đã đặt hai con iPhone 14 Pro Max 256. Bây giờ mình đang nhìn thông tin anh em ha. Có gì mời anh em sẽ xem tiếp tục. Sau khi nhìn thông tin xong thì chúng tôi sẽ tới cái nơi thanh toán. Hai em gái xinh, một em gái xinh rất đẹp để làm thanh toán thủ tục cho mình để lấy hai con điện thoại màu tím 256 bản 256 ha. 36 triệu 990 ngàn. Mình đặt cọc sớm nên giảm được. Đây hai anh em, hai con điện thoại của mình đây ha. Trên tay hiện tại mình đang trên tay hai con điện thoại của mình 256. Rồi cứ chiếu mình sẽ đập hộp cùng với anh em luôn ha. Năm nay có một cái thay đổi mới thì bắt buộc chúng ta phải đập hộp và ít ti tại cửa hàng chứ không cho mang về như mọi năm nữa. Vì thế mình xin sẽ mở hộp con của mình, còn lại một con thì của bạn mình. Rồi đây hai con điện thoại của mình đây. Rồi, mình sẽ đập mở hộp con này ha. Bóc xeo, tem. Cái cảm giác khui tem điện thoại iPhone năm nào cũng là thú vị. Rất là thú vị. Con 14 năm nay thì theo như mình nghĩ thì không có gì khác với con 13. Nhưng mà vì đam mê nên cũng phải ráng đu theo thôi. Còn nếu anh em nào xem con 13 thì sao con 13 vẫn là ok, không gì thay đổi. Con 14 thì chỉ có cái viên thuốc độc. Rồi, mình sẽ cùng mở hộp hai anh em ha. Rồi, mút xèo. Rồi, quá sướng. Cảm giác mút xèo quá sướng. Rồi, làm nhanh quá. Rồi, làm cái nữa. Cái nữa, ok, quá đẹp. Rồi, bên trong xuất hiện như là đây. Ai, một em màu tím. Một em màu tím. Rồi, chúng ta sẽ xem sờ. Rồi, bỏ em đó một bên. Còn lại phụ kiện. Chúng ta xem phụ kiện. Phụ kiện thì theo như các anh em nói thì có cũng như không. Có một cọng sạc tu Lenin. Taxi Lightning. Rồi, có hướng dẫn tích cơ và có thể sim huyền thoại. Mà Apple thì luôn luôn là bảo vệ người, bảo vệ môi trường, còn không bảo vệ người dùng, người tiêu dùng. Rồi, chúng ta sẽ ắt ti lên. Thì năm nay con 14 năm nay thì anh em nào mua thì hãy tới chỗ cửa hàng hệ thống Savonet. Ở đây bán từ ngày 14 cho những bạn đặt hàng. Và đặt hàng đặt sau thì chúng ta được trao máy rất là nhanh. Mình rất cảm ơn tổ cửa hàng hệ thống Savonet đã cho mình lấy một cái điện thoại rất là nhanh, vì mình là admin bên đó. Admin bên đó không cần phải đặt cọc, nhưng mà Savonet đã hứa giữ lời và cho mình nhận máy. Thay mặt anh em sẽ cảm ơn chỗ cửa hàng Savonet rất là nhiều. Anh em nào mua máy điện thoại thì hãy ủng hộ chỗ cửa hàng Savonet nha. Rồi, bây giờ mình đi về. Xin chào và cảm ơn chỗ cửa hàng hệ thống Savonet một lần nữa. Anh em nào muốn mua iPhone 14 series nhanh nhất thì hãy đến chỗ cửa hàng hệ thống Savonet. Đường link mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Rồi xin cảm ơn các em. Xin cảm ơn nhà tài trợ là vợ mình. Rồi xin cảm ơn mọi người.